chào Linh, em và gia đình khỏe không? Dạ, hello anh Sơn, cảm ơn anh là nhà em vẫn khỏe, anh Sơn khỏe không? Ừ, anh cũng khỏe. Đợt dịch vừa qua khi mà quay trở lại như vậy thì công việc của em có bị ảnh hưởng gì nhiều không? Dạ, may quá anh. Em thấy là nhiều người, nhiều gia đình nó còn lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là công việc. Rất là may cho gia đình em là mọi thứ nó vẫn ổn định anh à. Anh rất là vui khi nghe tin tốt từ em như vậy. Như em thấy đấy, qua đợt dịch vừa rồi thì việc sức khỏe được xem là mối bận tâm hàng đầu của người Việt. Và việc tham gia các cái gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp đang trở thành nhu cầu cấp thiết và ưu tiên của tất cả mọi người. Để đáp ứng kỳ vọng đó, AIA chính thức ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp với những quyền lợi rất toàn diện, từ tổng đài tư vấn và đặt hẹn đến cung cấp những cái khoản tài chính để trang trải hầu hết các cái chi phí y tế thường gặp. Anh tin là sản phẩm mới này sẽ mang đến cái sự bổ sung cần thiết cho quỹ tài chính chăm sóc sức khỏe của gia đình Linh. Vậy thì anh xin Linh một cuộc hẹn vào trong tuần này để có thể trình bày trực tiếp về chi tiết những quyền lợi về sản phẩm mới này được không? Bảo hiểm mà anh vừa nói với em là bữa em cũng đang tính rảnh đó, em hỏi thăm anh thử, vì em thấy trong cái đợt dịch vừa rồi á, một số công ty bảo hiểm của những người quen, người thân của em á, họ cũng giới thiệu về cái bảo hiểm, cái thẻ chăm sóc sức khỏe cũng rất là hay á. Thì hôm nay anh gọi cho em thì đúng lúc là em đang cần luôn á. Vậy là chắc là trong tuần này và cuối tuần á thì em mới rảnh anh Sơn. Anh có rảnh vào cuối tuần không? Cuối tuần thì anh sắp xếp được. Vậy thì thứ bảy hay là chủ nhật thì tiện cho em? Chủ nhật thì em đưa mấy đứa nhỏ về nội á, thì chắc là sáng thứ bảy em đưa bọn nhỏ đi học xong á, anh em mình hẹn nhau cà phê ở đâu quận nhất đi anh. Như vậy sáng thứ bảy đưa bé đi học xong thì 8 giờ hay là 9 giờ thì gặp em thì tiện? Dạ chắc là 9 rưỡi đi anh. 9 giờ 30 phút này. Thế thì địa điểm cà phê anh đề xuất là quán Highland ở Diamond Plaza, cái quán hôm trước anh em mình ngồi, em thấy sao? Ok anh, cũng gần chỗ nhóc em học á. Tuyệt vời. Dạ. Vậy thì anh chốt lại cuộc hẹn của anh em mình là vào 9:30 sáng thứ bảy tại dạ. Highland Cafe ở Diamond Plaza nhé. Dạ. Cũng lâu quá rồi, anh nghĩ là đây cũng là dịp mà anh em sẽ chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống, cũng như là đặc biệt là anh giới thiệu kỹ hơn với Linh về sản phẩm và chăm sóc sức khỏe cao cấp mới của AIA. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, hẹn gặp anh sáng thứ bảy nha. Cảm ơn Linh, hẹn gặp em. Chúc em một ngày làm việc hiệu quả. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh ngày mới tốt lành nha.